kèm một quả bí mật quý trọng không? Có không ạ, là 7 bả nha. Bây giờ bà nói là sao nó lại là tốc tiền bao nhiêu? Anh kia em là tiền cho anh 30 triệu. Ờ, mẹ có găm hết rồi, mày đừng ấy, không có chảy. Anh Hải sẽ vô nữa trong cơ hội. Là... anh muốn cho cơ hội, cho mày sống, rồi mày cũng bán. Ha? Ha? Bây giờ mà vợ con em còn ở với vợ con không? Em còn vợ con, anh điều tra ra, còn ở với vợ con không? Còn không? Nó lớn lên, còn không? Sao nếu mày còn ở với vợ con mà sao giờ nó hết? Là sao? Thôi qua năm không? Chí cậy thôi đây, lấy ly hôn đâu? Không có giấy quyết định. Anh đem thôi không? Đâu bây giờ mày trả là 10 triệu, tao đi mày tống 110 triệu. Chuyển qua mà. Chuyển qua, sao chuyển sao? Nhưng nhận được chưa? Nhận được 10 triệu của người ta chưa? Rồi 10 triệu này nhận là chuyển qua nè. Mới nhận thôi nè. Mới nhận đúng không? Ờ, mới nhận nè. Đó. Thì đây, tao lưu lại máy cho mình coi thấy không? Tao lưu lại cho mình coi để bắt công muốn anh ấy, anh Hải làm đề quen thấy không? Bây giờ xin lỗi tao đi, thấy không? Đứng nhờ đúng không? Đứng nhờ nói chuyện đúng không? Đứng nhờ nói chuyện đúng không? Không có nè, em là em sai lầm nè, em tống tiền, em ăn ở với vợ ta mà em còn chữ ta, điện thoại chữ ta có ghi âm hết rồi. Ha, anh nói cho nghe. Ừ. Bây giờ anh hỏi có. Ừ. Đó, em có không? Ghi âm đó, em chối cãi. Em tên gì? Mày bậy bạ, mày bậy bạ, mày đánh mẹ. Mày bậy, không đánh cây mày, không được, không được, không được, không bậy bạ. Ở đây ta làm việc, nè nó lấy vợ ta, lấy vợ này rồi, điện thoại chữ này, ừ, rồi tống tiền. Thôi đủ mày. Rồi không ai chữ, không chữ. Thôi bình tĩnh nha. Bình tĩnh nha. Em hỏi tên là gì? Em hỏi tên là gì? Tắt xe đi em ơi. Bây giờ em cho bây giờ em cho cơ hội kêu chỉ chuyện thằng ta được. Cái gì? Giữ tội luôn. Bây giờ này em lấy vợ ta mà em còn kiếm tiền em cái nữa, còn tính nữa. Em học cách gì? Thôi lên lên. Đưa điện thoại cho mấy anh này, giỡn mấy anh em này giỡn. Đưa điện thoại, lấy điện thoại luôn, lấy điện thoại luôn. Lấy điện thoại luôn, làm gì sao? Em họ tên là gì? Hả? Em nhiêu tuổi rồi? Em nguyên quán ở đâu? Hả? Cà Mau hả? Tại sao mình quen mấy bé này, mình lừa bé này xong mà giờ mình tống tiền? Không tống tiền em đang nhận gì đấy? Lúc đầu mày đâu nè, lúc đầu mày đâu 30 triệu. Nói vậy thôi. Cái âm có quay phim hết rồi, không nói hết á. Cái nào quay phim ghi âm hết rồi giờ. À là nói cái anh cho cơ hội. Lúc đầu đó 1 triệu, sau này rồi 2 triệu, sau này rồi 10 triệu. À có kinh không quay hết rồi, em quay đâu hết. Quay phim rồi, ghi âm rồi. Đợi con đi qua làm tiếp. Nè, đợi đi lâu rồi. Bây giờ ý em sao? Em sai em đúng. Em sai em đúng. Sai đúng sai. Xin lỗi người ta. Ở đây để biết hả? Anh em bỏ qua cho, xin lỗi người ta là hoàng. Nói chuyện là hoàng. Em nói chuyện thành thật, bất cung đi, cung đi. Nói chuyện thành thật người ta đàng hoàng. Nói chuyện người ta. Quay ra nói chuyện người ta đàng hoàng. Phá quậy là người ta, trả một nhân phẩm người ta. Mẹ mày tung hình lên mạng rồi hả? Em sai nè, anh nói nghe anh sai bằng cách nè, em thằng nỉ xin lỗi đi, xin lỗi chồng đi. Xin lỗi chồng sai nè, em lấy vợ ta là một nè. Em lấy vợ người ta. Rồi em lấy vợ tao. Em chửi bị con chửi ta nè, rồi em đưa bài hình mạng xã hội là em sai rồi. Rồi em kêu có tiền là em sai rồi. Kiếm tiền mẹ là sai rồi. Vâng. Vâng, bạn không? Bây giờ xin lỗi người ta đi, xin lỗi chồng người ta đi, xin lỗi chồng người ta đi. Chồng ta đi. Có lớn là xin lỗi đi. Đúng rồi, xin lỗi đồng hoàng. Đi ra xin lỗi đồng hoàng. Đó tao, mày lấy vợ tao. Đó tao, mày lấy vợ tao. Đó mình đi. Để thành người đăng lên mạng. Ra xin lỗi người ta đi, đúng ra. Đúng ra, xin lỗi đồng hoàng, thanh thỉnh. Thanh thỉnh, xin lỗi đi. Em, đứng đây, xin lỗi đi. Đứng đây, xin lỗi đi. Xin lỗi đi, xin lỗi đi. Xin lỗi đi, xin lỗi đi. Sáng sáng con canh lấy vợ con cái bảo gì đây, cây này ngay nhà tao đâu biết rồi cái gì tốc tiền đó mẹ, mày chính từ TikTok mà mày lấy vợ tao mày chính từ TikTok là cái tiệm đồ mày đó đây đọc tiền là bắt thú người tội nó tốc tiền lấy vợ tao tốc tiền rồi chửi tao nữa. Bây giờ ý em là sao? Đây là chuyện anh Hải biết chuyện này không? Em còn yêu không? Bây giờ anh Hải đi sao có đi công an không? Bây giờ là chủ yếu là bây giờ em muốn số hết tất cả hình đó. Bây giờ trong hình như trong máy em còn nhiều hình không? Nhiều lắm luôn. Nhiều đúng không? Có clip không? Có clip không? Có clip không? Có clip luôn. Có clip không? Clip đâu? Đăng lên trên TikTok rồi luôn. Anh có mặc đồ đúng không? Anh đang mặc đồ không?
Ờ, em thích tài khi làm được, em thích rất là làm được nhiêu. Em tại sao em quen người ta thì quen là nào được ở đây mà tội phạm mà cũng có đủ bằng chứng đó để đưa mày đi hỏi ai đó. Em biết chứ không phải là giản đâu. Sáng nay tôi nói là nếu mà kêu chồng em mà xuống đây, nếu mà xuống đây là không có sáng. Có này vậy không? Có này hả? Có sáng nào lúc mà em nói là người ta không nói là không kêu chồng đó. Phải không? Đụ mẹ đó, tao nói tao bỏ qua hết rồi, mày chấm dứt cái vợ tao đi. Quay về gia đình rồi đụ mẹ mày cứ lấy hoài. Mình cướp vợ người ta mà ai đi làm vậy? Tao mà cũng còn chồng tất tao nữa. Hả? Cướp vợ tao mà chồng tất tao nữa. Ông cắt cái hình em lên, chừng nào mà chồng em nó ly dị với em á, ổng có chịu. Phải không? Không, nó đòi ly dị cho ly dị luôn hả? Muốn ăn nữa đúng không? Ừ, lúc mà có vợ con mà tao thề là đụ tao không quýnh người ta nữa chứ mày đụ tao giết mày còn được hả? Được hết. Cái này nè, đứng ở ngay cho tôi rồi đứng. Có em ở đâu? Ở nhà, khăn đi bà luôn. Nhà cả rồi, ai biết đâu anh này. Mày nãy đây là tôi mày đó. Mày nói là cho 20 triệu để tôi đó phải không? Tháng 2 rồi đó, tụi em không nha tôi ơi. Tôi đi một cái hồ ngọt xanh luôn á. Qua đã tới nhà mày rồi đó, nhà mày đóng cửa đó, qua tới đây rồi mày đóng không có bán đây đó. Đi qua tới bên đó. Tao biết nhà mày chỗ nào rồi. Chưa? Xin lỗi khoanh tay vào xin lỗi người ta chưa? Anh cảm chưa? Xin lỗi khoanh tay vào xin lỗi người ta chưa? 10 triệu rồi. Em lỡ quen vợ anh tha cho em. Nói chuyện thằng Hoàng. Nói chuyện không tay kia. Nói chuyện thằng Hoàng. Nói chuyện thằng Hoàng. Nói chuyện thằng Hoàng. Nói chuyện thằng Hoàng. Em lỡ quen vợ anh tha cho em. Má điện ra giữ con chó vậy. Nói đi. Năng nỉ tao không có tính ta nghe. Năng nỉ cho quen xin lỗi cho quen. Quen có lỗi rồi xin lỗi. Em lỡ anh ở với vợ anh. Bây giờ em lỡ quay phim chụp ảnh, em lỡ đăng hình ảnh của vợ anh lên mạng. Em lỡ lấy tiền của vợ anh, bây giờ anh tha đi em. Nói lớn tiếng lên. Nói lớn tiếng lên. Cái gì? Bây giờ anh lỡ lưỡi chưa? Bây giờ công an này muốn tha. Tao về cách vợ mày có 13 cây số, 13 cây mấy số đó. Mày yên tâm đi, qua không qua nhà nào qua đó. Mỗi lần mà gọi cho em không bắt máy là chỉ gọi cho chồng em là nói là tao mới vừa gặp chồng mày rồi đó. Ủa tao mới gặp vợ mày rồi đó. Thôi xin người ta đi, xin được nghe con nói em. Anh hứa bao nhiêu lần rồi? Nói cho công an anh thiệp mẹ đi. Cho công an anh thiệp đi. Anh em rút vậy thôi, nhưng mà bây giờ thì công an làm việc thôi.
lại bao nhiêu giây? 60 giây luôn hả? Mình ghép để làm gì? Một cái chính là để làm gì đây? Chơi là lúc trước em có biết là người ta có chồng có con không? Tao nói mày hại tao, mỗi ngày tao phải hại mày mà. Hả? Em có biết là người ta có chồng có con không? Không hả? Không, mà chồng người ta đã liên hệ rồi sao em biết? Hả? Chồng người ta bị lùi đây này. Không. Con giờ đi công an chứ giờ tôi không cho anh nữa. Bây giờ là em muốn đưa ra công an đúng không em gái? Dạ. Không tha đúng không? Tha đi. Dù gì cũng quen nhau một thời. Nhưng mà anh hứa là anh sẽ không bao giờ làm. Hứa đi. Anh xó, anh hứa xó. Ai lấy máy bữa cho giang hồ nói với em nó vậy. Không phải xó là lấy máy xó cho mày. Bán mấy cái trái cây này giang hồ gì? Nó ở đây là mấy ngày rồi. Phải không? Nhưng mà em hôm qua mấy anh em có đi lại chụp qua nó mà. Rồi, qua rồi, qua là tới nhà nó không có nhà. Qua chỗ nào? Tại vì nó ở đây nè, nó bán ở đây đây nè. Rồi nó quay phim ở đây nè. Rồi tôi tìm hoài không ra, tôi tìm bắt con sản Khánh My đó không ra. Người ta kêu là nó kêu em là anh xóa đem cho, giờ tôi nói em muốn xóa không, tôi không muốn xóa,
muốn là muốn chơi game cho anh. Thế em muốn giữ hình như mục đích chính là làm gì? Khủng bố người ta. Thôi chơi tại sao đi gửi tùm lum tà la khủng bố cái tinh thần người ta hoảng loạn. Tại vì là em muốn câu này là tĩnh tâm lại để mà sống với chặt với con có thể được. Là tĩnh tâm mà đi hù thằng người ta. Em nói vậy là vậy rồi. Em tĩnh tâm mà đi hù người ta chi. Rồi con đã tới rồi, con đã tới rồi. Có đúng không? Nhưng mà tại sao mình đòi những người ta 20-30 triệu chi vậy? Thì đó là nó muốn chuyển rồi chuyển để đó cho nó chứ không có đụng tới mà nó ngày trước cho nó mà không có đụng đó. Anh quên nha, tôi đâu rồi. Để công an tới đi chứ cái này anh em rút vậy thôi. Bây giờ ta đi bây giờ đây. Nhiệt tình không? Hôm qua đi mãi Củ Chi săn lùng đúng không? Trời ơi, trời phán này, hôm qua không ngủ được chứ nè, tụi này. Rồi, vậy là ok nhá. Rồi, bây giờ là toàn quyền quyết định gia đình mình. Thanh niên này hiện nay là ăn ở với người ta lừa người ta đến giờ phút này là người ta có chồng con. Mày nghĩ là ta đâu dám làm như mày phải không? Tao nhu nhược quá mà. Thôi bậy bậy. Thôi không có đánh hụt đi. Đấy, em có tức thì em muốn làm gì em làm đi. Đấy. Có lắc không gặp thì bỏ còn được đó. Đấy, từ hai người giải quyết đi. Đấy, có hai người giải quyết đi. Tại sao nó cầu không chết? Thank you.
còn nhóc luôn, chú đem về công phường còn nguyên cho máy hết, kể cả mấy cái cuộc gọi, cái cuộc tin nhắn rồi tôi chụp hình rồi hết, để tôi cố tình tôi đẩy cái này đi luôn mà. Từ cái thở mà rượu anh ta ngồi trên xe đó lên lên đó mày gửi hình cho tao đó là hình đó còn tới giờ đó tao biết. Lên xong rồi tao xác định rồi là tao nói với vợ tao là thôi hình này vài bữa lên mạng nè. Vợ tao không dám hả? Nãy ơi, giải quyết được cho đi giờ nãy ơi. Vô kìa, vô hẹn nha. Nghe nhau. Nó nói chuyện nó dài lắm rồi, nó thấy được, nghe đâu. Tới.